Ê, đây 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 họ đào gì đây nhỉ? À chắc đánh gốc cây. À chắc đào gốc cây gì nhỉ? Trong này à? Người ta bảo trong này à? Vâng, người ta bảo trong đống củi. Mà hồ con chúa đấy. Chứ cầm cái móc không nhỉ? Không không cầm móc, mình có cầm người ta gọi gấp thì mình đi đi. Mình vội. Ôi, to lắm. Nhìn thấy đấy à? Đây. Con này chắc chắn là ở trên rừng xuống rồi. Bây giờ con này có phải gì? Chúa là không bắt được đâu. Giờ chỉ có làm bắt là xông lên rừng thả thôi. Thì cứ xem nó là hổ chúa hay là con gì đã. Nếu mà hổ chúa thì mình thả. Không chỉ có đuổi ra cho nó chạy ở chỗ này thì cho người ta làm. Lật ra xem. Trời, nhỉ. Ui, một con phải hổ chúa đâu. Ấy, ui. Hổ trâu mà. Hổ trâu. Ui kìa. Ơi, cẩn thận. Cẩn thận nó cắn đấy. Ấy chú ơi. Hả? Bên này có con này. Trông đi để bắt con này đã. Ơi kìa. Cẩn thận. Đâu. Trông đấy nhá, Việt trông đấy nhá. Đây. Trông con đấy không? Ui con này to quá. Được. Một người trông đấy đi. Ơi, cẩn thận. Đâu ấy? Đấy. Ơi ơi. Hằng thế. Quá hằng luôn. Ôi thế này mà bác chủ nhà bác ấy bảo là hổ chúa. Ôi, kéo hưng người ta. Bác ấy chạy mất dép kìa. Bác ấy chạy mất dép bên kia kìa. Ấy à. Ấy à. Mà hằng gớ. Để vô. Hai bác đang đào hố để đào gốc cây hay sao á? Chắc là đào dính hổ rắn. Ổ rắn. Ôi, sợ quá chạy ra tít bên kia rồi. Không có phải hổ chúa đâu chú ơi. Đó ơi, sống trâu á. Người ta tuổi to chắc người ta sợ tưởng hổ chúa. Điên xì đây. Người ta sợ rắn. Người ta quay. Túi. Ê kìa, ui. Con kia to thế. Ui, này. Ui. Ui, con này to thế. Thôi con này đấy, con kia to hơn kìa. Ơi cẩn thận, nó đang chuẩn bị phi kìa. Này to thế này bác cái cả sợ. Chắc con này nắng này nó ra rồi. Đúng rồi, nắng này nó ra nó phơi. Nhưng mà cái này có phải là nó ra đâu cu. Chú ấy đào gốc cây dính ổ. Dính ổ chú nhìn thấy chú sợ quá chú bỏ chứ. Bỏ chạy đây. Ơi cẩn thận. Hằng thế này thảo nào. Mà người ta kéo cứ tưởng hổ chúa thật. Tại vì to thế này. To này. Lần nốt được ra không chú? Nặng hẳn ra. Ấy. Nó cứ bổ luôn ấy. Cái cây cựa thôi mà nó đã bổ cái cây rồi nhá. Cẩn thận vào. Nó cắn nặng rách tay đấy. Khề. Này. Kinh nhỉ. Được không? Uồn kì này. Này con này to hơn con kia đấy. Ấy. Chú ý vô được cái đuôi. Ê, thịt cá mình.
cho ra ngoài ấy. Nó để sang được cho, cho ra ngoài thôi. Ra ngoài thì bắt được ngoài. Ê. Nó muốn đớp ấy. Đớp thì hăng nhá. Ê, 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 ê. Đâu sao, đâu sao. Ê, đây nhá. Ê, ê, ê. Wow. Ê. Ê ấy, kéo gai cao ấy, làm gai quá. Ôi, con này chỉ vua đằng sau, không vua đằng trước rồi. Không, không, bọn mọi người tròn lại như vậy. Bây giờ để cho nó chạy đi để ngủ nó. Vô phát đuôi này, phát đuôi xong nó cắn răng chúng nó chạy ra. Ôi. Nó mắc cây. Nó mắc cái cây gai đấy, đừng vô cây gai không rách tay đấy. Ông ấy gọi kêu gấp quá, anh em mình không cầm kịp cầm đồ rồi. Đến, nên nó khó bắt. Nó cầm chuồn. Đi. Thôi. Cẩn thận. Anh cứ cuộn tròn vào này. Chứ không làm nào mà vô nữa. Nó mới nhử bằng cái đầu đi luôn. Nào nào gai. Gai nhiều lắm. Lắm vô. Ấy, rồi. Cho tóm. Rồi. Con này nhanh nhỉ. Cái thế thì em vô đi. Em tóm được. Vô đi. Vô. Để chú lừa nó để cho mày vô nhá. Vâng. Đấy, vô đi. Vô đi. Ôi, ok. Rồi. To nhá. Ôi. Siêu to luôn mọi người ạ. Ok. Wow. Con này 3 4 cân đấy nhỉ? Con này phải 3 cân. Tầm 3 cân. Này to thế này chú ấy chả sợ. Ông nhìn chắc không nhìn rõ. Nhìn liên xì thế này mới. Nào kêu hốt hoảng. Thì ông cứ bảo là Thôi đi quay sang để xem có con không. Nó có to luôn. Ông bảo thấy mấy con cơ mà. Sợ nó chạy mất rồi. Thưa các ông. Ông sợ ông chạy ra ngoài kia rồi. Chạy mất. Nó cho vào đây. Đấy đi xong thì tìm xung quanh để xem nào nó chưa chạy được xa đâu. Tìm tiếp xem nào nó. Còn anh Châu thử đi vòng lên trên kia tìm ra nào có thấy không anh Châu ơi. Xem không? Em nghĩ nó chưa chạy được xa đâu. Đi tìm xem nào. Ông bảo mấy con đấy. Ông bảo ông nhìn thấy ổ mà mấy con liền. Đấy còn vui. Không có nữa sao ấy. Bới ra thế nào? Bới ra. Nắng này cho nó ra ngoài hết rồi. Bới hết ra nha. Út Việt ơi. Đi đấy. Ô, kìa. Ô, kìa. Bắt đấy. Đúng rồi. Đây. Ui. Nó chỉ quanh đây thôi, nó chưa chạy được xa đâu. Ui, đây. Trong này rộng này vô nào được. Ui đấy mọi người ạ. Thế nhanh lắm. Chưa một cơ. Nữa. Ui nó khỉ. Cứ gì khỉ đây. Ui con này dài thế. Ui này. Ui. À đâu đây. Đây. Rất cá mình. Ê. Cái khỉ này mọi người. Cái gì này? Cuộn tròn chắc là. Cuộn tròn luôn. Ê. Đầu nó đâu? Đâu ấy? Đâu đây? Phải lôi cái đuôi ra chỗ ngoài đi. Đâu đây? Đâu? Ê. Ê. Chà. Hết hồn. Vô đi. Có nhiều ấy. Vô. Lôi ra trụ quang này vô đi. Vô nhanh không nắng quá. Ủa ơi, nắng quá rồi. Nắng đến 40 độ rồi. Ấy. Ê. Đây, đưa. Vô luôn. Vô ra chỗ này đi châu. À, đấy. Vô chưa? Vô chưa? Rồi. Wow. Được 3 con này. 3 con. Ui trời ơi. Ui toàn con to nhỉ. Quá đẹp. Mệt thật đấy. Ông gọi gấp quá nên là anh em không kịp cầm đồ.
số 1 ạ, thì anh em con cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Để tiếp tục tìm xem quanh khu vực này còn con nào không mời ạ. Mọi người xem video thì nhớ like, chia sẻ, ủng hộ anh em trong team. Chào mọi người ạ. Chào mọi người ạ. Chào mọi người ạ.